Những câu chuyện ấm áp trong mùa dịch thường được dư luận quan tâm và có sức lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội. Mới đây, một tài khoản TikTok đã đăng tải ghi lại hành động giúp đỡ của anh đối với người đàn ông lớn tuổi khiến nhiều người không khỏi xúc động. Sau một thời gian ngắn thì bài đăng đã nhận về hơn 600.000 lượt xem cùng 60.000 lượt thích từ cộng đồng mạng. Phần lớn netizen theo dõi chung đoạn clip này cũng có cảm xúc chung như nam TikToker, đó là một sự xúc động khôn nguôi. Bên cạnh đó, không ít những tài khoản bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm, sự hiếu thuận của chủ bán vé số. Qua câu chuyện này thì nhiều người cũng hy vọng rằng những việc làm ý nghĩa giúp ích cho đời sẽ luôn được lan tỏa mọi nơi, để những hoàn cảnh khó khăn được an ủi và có thêm sức mạnh. Hiện tại thì mặc dù vẫn chưa xác định được danh tính của người đàn ông bán vé số trong đoạn clip trên và địa điểm xảy ra vụ việc, thế nhưng những hình ảnh này vẫn đang được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Và có thể thấy thì trong cuộc sống này vẫn còn đó rất nhiều tấm lòng tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ, động viên lẫn nhau khi người thiếu may mắn trong cuộc sống.